Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục tin tức Cbiz. Vợ chồng Hà Nhuận Đông du lịch ở Barcelona nhân một năm ngày cưới. Chiều ngày 2 tháng 9, Hà Nhuận Đông đăng tải loạt hình ảnh tình cảm bên vợ tại bờ biển Barcelona ở Tây Ban Nha nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Nam diễn viên 42 tuổi tiết lộ đã bí mật đến Tây Ban Nha hồi cuối tháng 8 để tận hưởng tuần trăng mật thứ hai. Ngọt ngào và hạnh phúc, anh chú thích. Tài tử sinh năm 1975 cho biết hai vợ chồng chưa nghĩ đến chuyện có em bé và thay vào đó họ vẫn muốn dành thời gian cho nhau như vợ chồng son. Hà Nhuận Đông sinh năm 1975 là diễn viên, ca sĩ Đài Loan có tiếng. Anh thành công khi góp mặt trong các phim ăn khách như Phong Vân, Bong Bóng Mùa Hè, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Vào năm 2014, báo chí Trung Quốc đưa tin nam diễn viên bí mật hẹn hò với một người phụ nữ ngoài ngành giải trí hơn 4 tuổi. Hai người quen nhau vào năm 2006 và chính thức hẹn hò sau đó một năm. Thời gian đầu, Hà Nhuận Đông phủ nhận thông tin có bạn gái. Anh nói, chúng tôi chỉ là bạn thân. Và vào tháng 9 năm 2015, nam diễn viên xác nhận hẹn hò bí mật trong 8 năm. Tháng 9 năm 2016, anh và Peggy tổ chức lễ cưới tại Đài Bắc với sự góp mặt đông đảo của đồng nghiệp thân thiết. Và gần đây, Hà Nhuận Đông gây chú ý nhờ hiệu ứng phim Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, hợp tác cùng Tôn Lệ và Trần Hiểu. Dù không đảm nhận vai chính, nhưng tài tử này thấy mừng khi khán giả yêu thích và đánh giá cao bộ phim.